giới. Chúng ta biết đâu này, hiện nay khoa học phát triển, dùng khoa học kỹ thuật, dụng cụ máy móc này do điện sóng dao động. Thực tế mà nói, dù mình chính là dao động, các nhà khoa học hiện đại cũng không kịp biết rằng tất cả hiện tượng vật chất không phải là hiện tượng từ lâu mà có. Hiện tượng chính là dao động. So với nguyên tử, hạt căn bản càng tiến thêm một bước. Hiện tượng dao động. Bây giờ chúng ta hiểu rõ hơn. Chúng ta biết sau ánh sáng có âm thanh. Hiện tượng dao động này rất phức tạp. Chúng ta gọi nó là sóng dài, sóng ngắn, sóng tử, điện tử. Dù số những dao động khác nhau này, nguồn gốc của nó là gì?